Xin chào các bạn, bên mình là shop Thành KRK, chuyên bán tất cả các loại loa kiểm âm, tất cả các dòng, và có nhận luôn order các loại loa từ nước ngoài về. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn các dòng loa của KRK trước. Thì nó có một cái dòng loa tầm bình dân của nó là KRK 5 Classic nè. Là mẫu này là giá thấp nhất trong dòng KRK. Rồi sau đó là tới cái dòng này là được nhiều người mua nhiều nhất là dòng G4. Nó là dòng tầm trung. Thì nó có 3 size 5, 7 với lại 8. Hàng Classic cũng vậy, hàng Classic nó có 3 size luôn, 5 inch, 7 inch và 8 inch. Thì nó khác nhau, tụi nó khác nhau kích thước màn bát này nè. Cái loa 7 thì nó sẽ to hơn loa 5. Loa 8 thì cũng vậy, loa 8 nó sẽ to hơn loa 7 tí nữa. Và loa cái dòng G4 thì nó có hai màu, màu đen nè, màu trắng nè, tất cả nó đều có hai màu hết, chỉ có dòng Classic là nó chỉ có một màu đen thôi. Rồi mà nó còn một cái dòng loa cao cấp là dòng KRK V6 và V4, V8. Thì hồi này là V6 nè các bạn, còn V4 thì nó sẽ bé hơn tí, còn V8 thì nó to hơn, thì tùy theo nhu cầu của các bác thôi. Dòng cao cấp thì chất lượng nó sẽ vượt trội hơn hẳn những cái dòng tầm trung hoặc là dòng tầm thấp, nhưng mà giá nó sẽ tất nhiên sẽ cao hơn, rồi mang lại chất lượng tương xứng hơn. Rồi nếu mà những bạn mà không có cái phòng ốc mà nhỏ hoặc là không có thể mở loa to được đó, thì mình có thể mua cái tai nghe kiểm âm này cũng của KRK luôn. Cái chất âm của nó nghe gần giống như là thằng KRK 5 G4 này, nó rất là ok. Mình đã test qua rồi, mình rất là thích cái tai nghe. Đối với những bạn mà phòng quá to đi, cặp loa này các bạn nghe không có đủ cái tầng sub ở dưới á, thì các bạn có thể dùng tới cái sub rời này. Cái này sub rời cũng của KRK luôn. Thì nó có mẫu 8 inch, 10 inch và 12 inch. Thì thằng này là mẫu 8 inch đây, là nhỏ nhất, thì nó hỗ trợ cho cái dãy trầm của các bác đó. Nếu mà phòng các bác to thì dùng thằng này thì nghe cảm giác giống như mình đang ở trong một cái club nhỏ vậy, nghe rất là tốt. Rồi xin chào các bác nhé.